Vũ xin chào tất cả mọi người nha. Vũ mới đi mua một con chích chì lửa cùng với một người chú các bạn. Con chích chì lửa này thì nó chưa có vào cám á. Sẵn tiện thì Vũ làm cái video chia sẻ cách mà Vũ vào cám cho chim bổi luôn nha. Tại vì hôm bữa Vũ thấy có một số anh em hỏi dưới phần bình luận video của Vũ á. Đây là con chích chì lửa Vũ mới mua cùng một người chú các bạn. Đây là cái hộp mà Vũ đem theo. Cái hộp này là Vũ mua chim ở anh Quynh anh Hảo á, thì đóng về Vũ lấy Vũ đem theo Vũ mua. Tại vì khi đi mua chim mà ở trên Vũ á, nếu mà các bạn không đem hộp á thì người ta sẽ bỏ trong cái túi giấy á mọi người. Thì những con chim nhỏ các bạn bỏ túi giấy thì nó cũng ok, nhưng mà chích chì lửa mà các bạn bỏ túi giấy á thì nó bị cong cái đuôi á, nhìn nó xấu lắm. Thì sở dĩ Vũ với chú đi mua chim á là có một người chú gần nhà á mọi người. Chú này trước giờ cũng rất thích nuôi chim, mà chú nuôi chim kiểu như những con chim mà chú bắt được á mọi người. Ví dụ như con mình quạch trắng nè, quạch thơm rồi đầu đen, nói chung là những con chim mà chú đi bẫy được á thì chú nuôi. Chú không có mua nhiều. Thì nào giờ chú cũng không có chơi chích chì lửa. Thì nay chú thích lên mạng chú xem thì chú thấy chích chì lửa hay á, chú thích thì chú mới biết nhà Vũ có nè, chú định qua chú mua. Nhưng mà chú không hiểu được là Vũ nuôi sinh sản là chim chích chì lửa đuôi dài mọi người, nên giá trị nó hơi cao tí xíu. Chú giải thích cho chú nghe thì Vũ có chỉ chú ra ngoài tiệm chim ở ngoài chợ mọi người, mua con chích chì lửa về nuôi. Nhưng mà do chú lần đầu tiên chú nuôi á, chú nói chú không biết lựa thì chú nhờ Vũ đi mua giùm. Thì mới đầu Vũ định những con chim mà đuôi ngắn thôi, đuôi 17, 18 thôi thì giá trị nó không cao mọi người, tầm khoảng 300, 350 quay lại là cùng. Nhưng mà khi mà ra ngoài tiệm chim á, chú nhìn xong rồi cuối cùng chú lựa con chim này. Do chú lần đầu tiên chú nuôi, chú không dám vô cám á mọi người, và lại giá trị nó cũng hơi cao á, nên chú mới nhờ Vũ vô cám giùm. Sẵn tiện thì Vũ làm clip cho anh em xem luôn, để Vũ bắt ra cho mọi người xem nha. Đây các bạn ơi, Vũ mới bắt ra nè mọi người. Đây là con chim mà chú lựa mọi người. Đuôi của nó là đuôi 21 mọi người. Hồi nãy lúc mà người ta bắt á thì Vũ cũng đã nhờ người đo luôn rồi. Tại vì khi mà mua chim mà được từ 20 trở lên mà người ta tách lọc mọi người thì tất nhiên là mình phải nhờ người ta đo rồi. Người ta đo đúng đuôi thì mình mới trả tiền, mình mới bắt. Con này thì giá nó cao hơn mấy con kia nhiều. Nhưng mà thôi, tại chú thích thì chú bắt thì Vũ nuôi giùm chú thôi. Tại vì triệu mấy 2 triệu chắc là trong khả năng của chú nên là chú mới bắt. Ok, bây giờ Vũ sẽ bỏ vô lòng cho anh em xem nha. Nó đẹp nha. Nhìn dơ các bạn. Thì tim ở tiệm người ta không có tắm á mọi người, nên nhìn nó dơ lắm. Con chim này mà tắm rửa một hai lần là nhìn nó đẹp liền rồi mọi người. Thì con chim bổi mà anh em lúc mua về á thì nó đang rất là mệt nha, và rất là hoảng. Tại vì trong vòng mấy ngày mà nó bị người ta bắt sang tay liên tục rồi chụp tay nữa đó, trong cái giai đoạn này con chim nó rất là hoảng, nó rất là sợ người. Nên anh em đừng có vội thuần, đừng có vội vô cám hay là treo ở chỗ đông người gì hết nha. Anh em cứ chuẩn bị một cái hũ sâu và một cái hũ nước như Vũ đây. Thì Vũ chuẩn bị đây là 2 hũ sâu nha, một hũ trên với một hũ dưới. Tại vì khi con chim bổi nó có xu hướng là nó sẽ xuống bố nó nằm, tại vì nó đang hoảng á mọi người. Và nó sẽ ăn ở dưới nhiều hơn là ăn ở trên cầu. Vì vậy Vũ chuẩn bị một cái cống sâu xứ ở dưới đáy lồng nè các bạn. Thì 2 cái cống sâu này và 1 cái cống nước đầy này có thể cho chim nó ăn trong vòng 2-3 ngày. Nên anh em không sợ là con chim nó bị đói nha. Thì khi chuẩn bị xong, anh em thả chim vào xong thì anh em cứ kéo áo lồng lại. Anh em treo ở chỗ nào mà mát mẻ tí xíu, vắng người tí xíu, yên tĩnh tí xíu để cho nó nghỉ ngơi ha. Tại vì trong cái giai đoạn này thì con chim nó cần được nghỉ ngơi và nó làm quen với cái lồng mới ha. Chứ anh em đừng có tiến hành vô cám vội cho con chim thì nó sẽ yếu lắm nha anh em. Thì sau 2 ngày để con chim nó ăn uống khỏe mạnh và nó làm quen với cái lồng 2 ngày rồi á,
thì anh em mở áo lòng nhẹ ra, mở hình chữ A thôi nha anh em, không có mở hết nha. Sau đó anh em nếu anh em nào muốn cho chim tắm á thì anh em sang qua lòng tắm, còn nếu không á thì anh em lấy cái hũ sâu và hũ nước ra, anh em thay nước mới, còn sâu thì anh em lấy hết ra và anh em bắt đầu anh em vào cám nha. Thì vào cám thì mình trộn sâu với cám thôi. Vũ sẽ vô cám cho chim á, dùng hai loại sâu, một là vũ sử dụng sâu nhỏ nè mọi người, sâu này sâu quy nè, sâu nhỏ nè. Hai là sử dụng sâu trung, nếu bạn nào có sử dụng sâu đây gọi là sâu thái mọi người. Hôm nay Vũ sẽ làm hai sâu luôn, để anh em nào mà có loại sâu nào mà anh em mua được á thì anh em làm ha. Đối với sâu nhỏ thì rất là dễ mọi người. Thì khi mà anh em vô cám á, anh em lưu ý á, là anh em mỗi ngày á, anh em phải thay cám một lần, và anh em không có được á, là cho bỏ quá nhiều sâu, anh em chỉ bỏ ít sâu thôi, như đây sâu thôi, và anh em bỏ cám vô nha. Em bỏ cám một ít cám vô đó. Sau đó anh em lắc tí xíu, sau đó anh em lấy ngón tay á, anh em bóp con sâu tí xíu. Mục đích bóp của mình á là lại cho cám á các bạn, thứ nhất là nó bám vô con sâu á mọi người. Các bạn dùng ngón tay nè, các bạn bóp con sâu tí xíu cho con sâu nó dính cám đó. Tại sao lại Vũ lại kêu là anh em sẽ lấy ít thâu và ít cám, và anh em cố gắng trọn cái khẩu phần ăn trong vòng một ngày thôi. Tại vì khi mà con sâu nó sống trong cám này mọi người thì nó cũng sẽ ăn cám và nó sẽ đi phân. Thì các bạn cũng biết là hạt phân của sâu thì hạt nhỏ 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 mà nó đen đen á. Thì khi mà con chim yếu mà nó ăn những hạt phân của sâu đó thì nó sẽ bị bệnh nha mọi người nha. Bởi vậy nên anh em khi mà làm cám, ép cám cho chim á thì anh em nên bỏ sâu một vừa đủ ăn trong một ngày thôi. Ngày hôm sau mình sẽ trộn lại và mình sẽ bỏ sâu này đi các bạn nha. Đó, bây giờ các bạn xem nè, khi mà Vũ trộn thì những con sâu nó dính đầy cám luôn, các bạn thấy không? Thì khi con chim nó ăn á thì nó mổ con sâu nó ăn thì nó sẽ ăn, nó dính cám và nó ăn cám luôn, thì nó sẽ biết cám này ăn được và cám này nó có vị mùi thơm mọi người, có mùi thơm á thì nó ăn, mới nó biết nó ăn được thì nó sẽ ăn ha. Theo bản thân của Vũ thì Vũ thấy khi mà anh em vô cám cho chim thì anh em nên sử dụng cám bột nha mọi người nha. Tại cám bột nó dễ dính vô con sâu hơn, còn cám hạt thì nó đâu dính được. Nếu mà anh em nào mà có cám hạt á thì trong giai đoạn này anh em có thể xay ra, lấy máy xay tố xay ra để cho nó nhuyễn bớt, rồi anh em bóp với sâu cho nó ăn ha. Còn khi nào anh em muốn chuyển qua cám hạt thì nó ăn được cám bột rồi đó, thì anh em trộn một ít cám bột với cám hạt, anh em từ từ anh em chuyển qua cám hạt thôi. Nó cũng đơn giản mọi người, quan trọng là nó biết ăn cám được, là nó chỉ có ăn hạt được à. Thì mỗi ngày mình lấy ra mình làm lại á, thì mình sẽ bớt cái lượng sâu đi và mình tăng cái lượng cám lên nha mọi người. Nhưng mà tổng cái hai phần á, thì nó cũng bằng cái lượng như này thôi mọi người. Các bạn đừng có bỏ nhiều quá, các bạn đừng có bỏ nhiều quá thì nó sẽ gây ra lãng phí ha. Tại vì sâu mà ăn một ngày, nếu mà trộn cám như vậy nè, các bạn nếu mà không bỏ con sâu nó ăn xong rồi, cám với cái phần sâu á, nó trộn chung với nhau rồi, chim nó ăn tùm lum hết, nó rất là dễ bệnh nha mọi người. Còn đối với sâu trung, sâu thái á, thì các bạn phải lấy kéo nha, các bạn lấy kéo các bạn cắt ra. Đây nãy Vũ cắt ra một ít rồi nè, đó các bạn cắt ra. Thì đối với con sâu trung này nè, tại nó hơi lớn các bạn, sâu nó, cám nó cũng bám vô ít á. Các bạn cắt ra thì con sâu này nó sẽ chảy nhựa ra, chảy nhớt ra thì nó sẽ bám vô cám nhiều hơn. Thì con sâu các bạn thấy không, nó dù cắt ra tí xíu mà cám nó bám đầy lên con sâu nè. Thì khi mà con chim nó ăn á thì nó ăn sâu nó sẽ gấp luôn cái cám ăn, và nó biết là cám này ăn được thì nó sẽ ăn nha mọi người nha. Thì đây là hai cái hũ sâu mà Vũ đã trộn cám nè. Thì anh em chỉ làm, cần làm một hũ, anh em có sâu nào anh em làm sau đó thôi nha. Tại vì Vũ hiện tại Vũ có hai loại sâu này nè, nên Vũ làm luôn cho anh em xem. Sẵn tiện Vũ làm hai cách luôn cho anh em xem á. Thì anh em cứ trộn như vậy cho nó ăn, ngày nào cũng thay nha anh em. Mỗi ngày thì anh em sẽ tăng cám lên và giảm sâu lại. Tầm khoảng 3 đến 4 ngày thì con chim nó sẽ từ từ nó sẽ ăn cám được nha anh em.
Còn cái dấu hiệu mà anh em nhận biết chim nó ăn cám hay chưa á mọi người, thì đây Vũ sẽ chỉ cho anh em ha. Vũ có chuẩn bị một cái sàn mới, một cái tờ báo mới. Mục đích á là Vũ muốn quan sát coi phân của con chim nó đi á các bạn, nó có ăn cám chưa. Tại vì phân cám á thì nó sẽ trắng hơn các bạn nha. Anh em nào mà nuôi chim lâu năm á thì nhìn vô cái phân thì sẽ biết được con chim nó ăn cám hay chưa nha. Còn phân cám á thì nó sẽ trắng, nó có màu trắng và nó sẽ rất là khô. Nó không phải như phân của mấy con mồi tươi các bạn, nó hơi ướt và nó có mùi hôi hôi. Phân cám mình rất là khô. Thì khi anh em cho ăn sâu mà trộn với cám khoảng tầm 3 đến 4 ngày á, anh em quan sát thấy phân chim bắt đầu nó xuất hiện những cái phân trắng trắng, phân cám á mọi người. Thì anh em muốn chắc chắn rằng nó ăn cám được rồi á, thì anh em lấy sâu ra luôn và anh em không trộn sâu với cám nữa ha. Thì anh em cứ để một cái hũ cám riêng cho nó tự ăn. 2 ngày, 3 ngày con chim nó vẫn lanh, thì có nghĩa là con chim của anh em đã vô cám được rồi nha. Thì lúc đó thì anh em có thể cho ăn sâu vô chế độ của anh em cũng được. Không phải lúc nào cũng cần có sâu nha mọi người. Thì đó là cái cách mà Vũ vô cám cho chim á các bạn. Chim chích chòe nói chung chứ không phải chích chòe lửa không. Bình thường thật ra Vũ cũng ít mua bổi lắm. Tại vì lâu lâu thì có những hàng mà anh em đánh được mà nó hơi đặc biệt thì Vũ mới mua bổi thôi. Bình thường Vũ cũng ít mua bổi lắm. Nên đợt này thì có một con bổi của ông chú thì Vũ làm luôn cho anh em xem nha. Thì con này chắc là Vũ nuôi tầm khoảng một tuần cho nó ăn cám cứng này, Vũ xưa cho chú các bạn nha. Chú cũng ở gần nhà rồi, chú cũng rất là mê chim. Thì video của Vũ đến đây thì Vũ xin dừng nha mọi người nha. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của Vũ nha. Vũ xin chào tất cả mọi người. Bạn nào yêu mến kênh của Vũ thì có thể cho Vũ một like và một lượt đăng ký nha mọi người. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Vũ xin chào tất cả mọi người. Và đem vô cho nó nghỉ ngơi nha các bạn nha. Nãy giờ nó mới về mệt mà Vũ lôi ra Vũ quay phim nữa nên nó hơi mệt. Nãy giờ nó nhảy nó há ổng quá trời luôn. Vũ để cho nó ăn nha. Rồi Vũ xin chào tất cả mọi người nha.